Ở đây khách hàng chúng ta chưa chọn thì chúng ta sẽ thử cập nhật này. Đấy, bạn chưa chọn khách hàng cập nhật, sau khi chúng ta chọn đây anti ngu si 1, chúng ta sẽ bỏ 1 cập nhật thành công. Chúng ta cùng kiểm tra ở trong SQL database. Như vậy là đã thành công rồi. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học C# WinForm cơ bản. Ở bài trước thì chúng ta đã học cách xóa dữ liệu. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sửa bản ghi. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo sự kiện cell click của data grid view 1. Chúng ta double click vào sự kiện cell click thì sẽ có sự kiện này. Chúng ta sẽ bắt đầu code như sau. Chúng ta sẽ khởi tạo một biến có tên là data grid view row. Tên là row và sẽ bằng data grid view 1 của chúng ta chấm row và chúng ta sẽ truyền vào e.rowindex. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một biến toàn cục kiểu string có tên là mã khách hàng. Chúng ta sẽ khởi tạo bằng giá trị rỗng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ set cho mã khách hàng bằng giá trị của row.cell. Chúng ta sẽ lấy cell của mã khách hàng.value. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ hiển thị. Ok, chúng ta phải thêm đoạn toString. Và tiếp đến là chúng ta sẽ set giá trị cho tên khách hàng bằng row.cell.value toString tên khách hàng.text và chúng ta sẽ lấy cell của tên khách hàng. Như vậy là chúng ta đã lấy dữ liệu lên. Ok, không có lỗi gì, chúng ta sẽ test lại. Đây, chúng ta chỉ cần click vào row nào thì tên của khách hàng row đó hiện lên ở textbox của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã lấy lên được dữ liệu của khách hàng và bây giờ chúng ta sẽ cập nhật xuống. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm một button trên form, chúng ta sẽ kéo dài ô text tên khách hàng ra cho nó đẹp. Tiếp đến là chúng ta sẽ đổi text của button vừa thêm và đổi name của chúng ta sẽ là btn cập nhật, còn text sẽ là cập nhật viết hoa có dấu. Tôi sẽ bật vệt key lên. Rồi ok, xong rồi tôi sẽ tắt vệt key cho đỡ nhầm. Chúng ta double click vào button cập nhật để tạo sự kiện btn cập nhật shift trừ click. Tiếp đến chúng ta sẽ copy code ở button làm thêm paste xuống dưới thì thêm với cập nhật cũng gần như nhau thôi. Chúng ta sẽ sửa các lệnh query thành update khách hàng set tên khách hàng bằng txt tên khách hàng .txt. Ok, không có gì thay đổi. Và chúng ta sẽ phải có điều kiện where. Trước khi thêm điều kiện where của query thì chúng ta sẽ thêm một điều kiện if. Nếu mà mã khách hàng mà khác rỗng thì chúng ta mới tiến hành cập nhật. Không sẽ bị lỗi ngay. Ví dụ khách hàng mới vào form chưa chọn khách hàng nào. Người dùng mới vào form chưa chọn bản ghi nào thì sẽ không có mã khách hàng. Chúng ta sẽ sửa đổi message box lành cập nhật thành công. Chúng ta sẽ sửa câu query thành where. Chúng ta sẽ ghép where từ chỗ zeta này, delete khách hàng này, ghép vào đây, where mã khách hàng bằng. Ở đây chúng ta sẽ không lấy current cell mà chúng ta sẽ lấy thẳng biến toàn cục mã khách hàng. Và cuối cùng là L, nếu như mã khách hàng bằng null thì chúng ta sẽ hiển thị câu thông báo là người dùng chưa chọn khách hàng nào cả. Message box chấm sâu. Bạn chưa chọn bản ghi nào. Bạn chưa chọn khách hàng nào. Để cập nhật. Chấm than.
Đây, như vậy là chúng ta đã cũng xong, chúng ta cùng test thử. Ở đây khách hàng chúng ta chưa chọn thì chúng ta sẽ thử cập nhật. Đấy, bạn chưa chọn khách hàng cập nhật, sau khi chúng ta chọn đây anti ngusi 1 chúng ta sẽ bỏ 1 cập nhật thành công. Chúng ta cùng kiểm tra ở trong SQL database. Như vậy là đã thành công rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.